Máy Bình Minh xin chào bà con. Máy nghiền thức ăn chăn nuôi, một thành phần quan trọng trong chuỗi sản xuất thức ăn gia súc và gia cầm, đã đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao chất lượng và hiệu suất của ngành chăn nuôi hiện đại. Vâng, và hiện tại có rất nhiều các loại máy nghiền năng suất từ thấp đến cao, phục vụ cho bà con từ kinh doanh hộ gia đình cho đến cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến bà con một con máy nghiền B12 của công ty chúng tôi sản xuất. Đây là con máy nghiền được rất nhiều bà con kinh doanh nhỏ lẻ và các hộ chăn nuôi ưa chuộng. Mời bà con xem video để biết được tại sao con máy nghiền này lại được nhiều bà con tin dùng đến thế nhé. Xin giới thiệu với bà con một chiếc máy nghiền ngô và các loại hạt khác thành bột cám mini dành cho hộ gia đình, đó chính là con máy nghiền thức ăn chăn nuôi B12 của công ty Bình Minh sản xuất. Như hôm nay tôi sử dụng máy nghiền thức ăn chăn nuôi B12 để nghiền ngô hạt. Với mặt sàng 3 ly, bà con cùng xem thành phẩm sẽ như thế nào nhé. Cấu tạo chung của máy nghiền thức ăn chăn nuôi B12 bao gồm động cơ kéo tải 3,5 kW một pha, cam kết 100% lõi đồng, chuyên chuyển động của máy bằng dây cu doa, trên thân máy được lắp thêm bộ automat, giúp bà con có thể nhanh chóng tắt máy khi có sự cố xảy ra, và đèn báo vôn, giúp bà con nắm bắt được điện của mình có đủ để vận hành máy không, vừa đảm bảo được năng suất vừa đảm bảo tốt cho động cơ. Với năng suất có thể đạt tới là 300 kg trong một giờ làm việc, có thể giúp bà con tự sản xuất thức ăn cho đàn vật nuôi mà không cần phải đi mua các loại cám đắt đỏ khác trên thị trường. Với việc bà con có thể tận dụng được các nguyên liệu giá rẻ tại địa phương, nên bà con vừa tiết kiệm được chi phí thức ăn chăn nuôi vừa đảm bảo được chất lượng cám cho vật nuôi. Toa nạp của máy nghiền ngô này được thiết kế dạng phễu nhỏ chứa đựng từ 3 đến 5 kg nguyên liệu thô, cùng với đó là tấm chắn ngang cửa nạp, có thể điều chỉnh lưu lượng nguyên liệu đi vào buồng nghiền. Cửa xả thành phẩm nằm buông thẳng với buồng nghiền, hỗ trợ xả cám nhanh chóng. Bà con có thể buộc túi vải để tiện thu gom thành phẩm bột cám. Một con máy nghiền ngô có khả năng nghiền đa dạng các loại nguyên liệu và cho ra năng suất cao như thế. Có bà con nào thắc mắc trong buồng làm việc của Amis có những gì không? Bây giờ tôi sẽ mở buồng làm việc của máy ra cho bà con xem nhé. Buồng làm việc của máy nghiền ngô này bao gồm 18 búa văng đập dày dặn được tôi bằng công nghệ biến tần nên vô cùng chắc chắn. Các búa đập được gắn trên các chốt búa và trục đĩa cố định. Khi máy hoạt động, các búa tập tạo đà văng, đập nhỏ nguyên liệu thô và đi qua mắt sàng lỗ và rơi xuống cửa xả. Thành phẩm ra ngoài của xả tùy thuộc vào các loại mặt sàng khác nhau, nên tùy vào loại vật nuôi và mục đích sử dụng mà bà con lựa chọn các loại mặt sàng phù hợp. Máy được thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với mọi diện tích sử dụng, hạn chế tiếng ồn rung lắc khi đang hoạt động, khung máy chắc chắn gia công tỉ mỉ. Thành phẩm ra rất đều và đẹp ạ, như thế này trộn với muối hòa ra nước cho bò uống mùa đông thì rất chuẩn rồi ạ. Với khả năng chuyển đổi nguyên liệu thô thành hỗn hợp thức ăn chất lượng cao, máy nghiền không chỉ giúp tối ưu hóa dinh dưỡng mà còn tạo ra một quy trình chế biến hiệu quả. Trong bối cảnh nhu cầu về sản xuất thức ăn chăn nuôi đạt chất lượng và hiệu suất cao ngày càng tăng, sự linh hoạt và hiệu quả của máy nghiền trở thành yếu tố quyết định đối với sự thành công của các trang trại chăn nuôi. Vâng, vừa rồi tôi đã giới thiệu và vận hành máy nghiền thức ăn chăn nuôi B12, bà con đã thấy ưng ý chưa ạ? Nếu bà con còn thắc mắc hay câu hỏi gì về dòng máy nghiền ngô này thì hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận hoặc liên hệ đến số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Nhân viên tư vấn sẽ liên hệ đến bà con sớm nhất có thể. Khi mua máy tại công ty chúng tôi, bà con sẽ nhận được những điều sau. Tất cả sản phẩm được sản xuất trực tiếp tại xưởng, không qua trung gian, nên giá thành là tốt nhất. Máy móc được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, với đội ngũ kỹ sư công nhân lành nghề với hơn 30 năm kinh nghiệm. Tất cả sản phẩm đều có thời gian bảo hành lâu dài, toàn bộ linh phụ kiện luôn có sẵn để thay thế. Cảm ơn bà con đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.